trong thứ Năm ngày 11 tháng 3 hôm nay, Đan Mạch, Na Uy, Iceland tạm ngừng tiêm vaccine AstraZeneca, nhưng bác sĩ hàng đầu của Canada và Bộ trưởng Y tế Liên bang nói rằng họ không có lý do gì để ngừng sử dụng vaccine này. Canada tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 sau một năm từ khi đại dịch được tuyên bố. Các biến thể đáng lo ngại gây ra hơn 40% các ca COVID-19 mới ở tỉnh Ontario. Khu vực Sudbury, Manitoulin chuyển sang tình trạng đóng cửa sau khi các ca COVID-19 tăng đột biến. Một số phòng tiêm chủng COVID-19 sẽ được mở ở vùng Waterloo trong 2 tuần tới. Tỉnh BC cho phép tụ họp ngoài trời lên đến 10 người. Chính phủ liên bang không biết ngày ra tòa cho 2 người dân Canada bị bắt ở Trung Quốc khi báo chí Trung Quốc cảnh báo họ sẽ phải đối mặt với phiên tòa sớm. Mưa lớn ập đến Toronto, một vài nơi trong khu vực GTA nhận cảnh báo dông bão nghiêm trọng. Và Brazil rơi vào khủng hoảng khi làn sóng COVID-19 thứ 2 và biến thể mới chết người làm các bệnh viện quá tải. Liên minh châu Âu kéo dài việc kiểm soát xuất khẩu vaccine đến cuối tháng 6, phê duyệt vaccine một liều từ Johnson & Johnson. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đặt mục tiêu tiêm chủng mới sau khi ký dự luật cứu trợ COVID-19. Chính quyền Myanmar cáo buộc bà Suu Kyi nhận hối lộ thêm 12 người biểu tình thiệt mạng. Hoàng Anh cùng biên tập viên Quỳnh Giao xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Để ủng hộ cho kênh Culture Channel, xin mời các bạn subscribe, giúp share, bấm like mỗi khi xem chương trình và hãy nhớ bấm nút chuông để nhận được thông báo khi chúng tôi có bản tin mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây mời các bạn theo dõi bản tin chi tiết. Các cơ quan y tế ở Đan Mạch và Na Uy hôm thứ Năm cho biết họ đã tạm ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca sau khi có báo cáo về sự hình thành máu đông ở một số người đã được tiêm vaccine này. Động thái này diễn ra sau khi Áo ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca để điều tra một trường hợp tử vong do rối loạn đông máu và một ca bệnh do thuyên tắc phổi. Tuy nhiên, cơ quan quản lý thuốc châu Âu, gọi tắt là EMA, cho biết lợi ích của vaccine vượt trội so với rủi ro và có thể tiếp tục được sử dụng. Các nhà chức trách y tế Đan Mạch cho biết quyết định đình chỉ tiêm vaccine này trong 2 tuần ở nước này được đưa ra sau khi một phụ nữ 60 tuổi ở Đan Mạch, người được tiêm AstraZeneca từ cùng một lô vaccine được sử dụng ở nước Áo, hình thành máu đông và tử vong. Phản ứng của họ cũng được thúc đẩy bởi các báo cáo về tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra từ các nước châu Âu khác. Thuốc này sẽ bị đình chỉ trong 14 ngày ở Đan Mạch. Viện Y tế Công cộng Na Uy không cho biết việc đình chỉ sẽ kéo dài bao lâu. Riêng quốc gia Iceland đã đình chỉ việc tiêm vaccine vì nước này đang chờ kết quả điều tra của cơ quan quản lý thuốc châu Âu. Ý cũng cho biết họ sẽ đình chỉ sử dụng một lô AstraZeneca khác với lô hàng được sử dụng ở nước Áo. Một số chuyên gia y tế cho biết có rất ít bằng chứng cho thấy không nên tiêm vaccine AstraZeneca và các trường hợp đông máu này tương ứng với tỷ lệ thường gặp trong dân số nói chung. Trong một tuyên bố, AstraZeneca cho biết họ không tìm thấy bằng chứng về việc tăng nguy cơ thuyên tắc phổi hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu trong dữ liệu an toàn của hơn 10 triệu hồ sơ, ngay cả khi xem xét các phân nhóm dựa trên tuổi, giới tính, lô sản xuất hoặc quốc gia sử dụng. Cơ quan quản lý thuốc châu Âu EMA cho biết, cho đến nay không có bằng chứng nào liên quan đến AstraZeneca với 2 trường hợp ở Áo. Số lượng các biến cố huyết khối tắc mạch được đánh dấu bằng sự hình thành máu đông ở những người đã được tiêm vaccine AstraZeneca không cao hơn so với dân số nói chung, với 22 trường hợp như vậy được báo cáo trong số 3 triệu người đã nhận được vaccine kể từ ngày 9 tháng 3. Quyết định của Đan Mạch và Na Uy đã được thực hiện như một biện pháp phòng ngừa. 4 quốc gia khác là Estonia, Lithuania, Luxembourg và Latvia đã ngừng tiêm chủng từ lô vaccine này trong khi các cuộc điều tra tiếp tục. Lô hàng này gồm 1 triệu liều đã đến 17 nước trong khối châu Âu.
Các nhà chức trách Thụy Điển cho biết họ không tìm thấy đủ bằng chứng để ngừng tiêm chủng vaccine AstraZeneca. Tây Ban Nha cho biết cho đến nay họ chưa nhận được báo cáo bất kỳ trường hợp đông máu nào liên quan đến vaccine AstraZeneca và sẽ tiếp tục thực hiện các mũi tiêm. Trong khi đó, bác sĩ hàng đầu của Canada và Bộ trưởng Y tế liên bang nói rằng họ không có lý do gì để ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca này ở Canada. Theo Giám đốc Y tế Công cộng, tiến sĩ Theresa Tam, vì Canada đã không được cung cấp cùng một lô vaccine AstraZeneca như một số quốc gia châu Âu, nên Canada không cần phải làm theo như vậy. Bộ trưởng Bộ Y tế Paddy Hajdu cũng nói rằng bà yên tâm với đánh giá kỹ lưỡng của Bộ Y tế Canada về vaccine này. Canada đã nhận được lô hàng vaccine đầu tiên vào tuần trước với 500.000 liều ban đầu được sản xuất tại Viện Huyết Thanh của Ấn Độ và việc giao hàng đến các tỉnh đang được tiến hành. Phần lớn các lô hàng sẽ đến từ Hoa Kỳ và một lượng nhỏ khác từ COVAX là một mạng lưới chia sẻ vaccine quốc tế. Cùng ngày, tiến sĩ Dina Hinshaw, giám đốc y tế công cộng của tỉnh Alberta, đã đưa ra một tuyên bố bảo đảm với người dân Alberta rằng các liều thuốc đang được sử dụng trong tỉnh là an toàn. Bà nói tỉnh đang sử dụng một lô hàng khác của vaccine AstraZeneca không liên quan đến các lô hàng đang bị điều tra ở nước ngoài. Canada tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 sau một năm từ khi đại dịch được tuyên bố. Các lá cờ trên khắp đất nước đã được treo ở nửa cột để tưởng nhớ những người đã mất khi Canada đánh dấu kỷ niệm một năm COVID-19 được tuyên bố là đại dịch toàn cầu. Thủ tướng Justin Trudeau đã đứng lên tại Hạ viện hôm nay và cho biết ngày 11 tháng 3 năm 2020 sẽ luôn là cột mốc quan trọng. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, 2,6 triệu người trên thế giới đã chết do COVID-19, trong đó có hơn 22.000 người ở Canada. Kể từ các cuộc đại chiến tranh của thế kỷ 20, có một câu mà chúng ta thường nhắc đến và đó là câu chúng ta có thể nói với những người mà chúng ta đã mất trong đại dịch. Chúng ta sẽ nhớ đến họ, Thủ tướng Trudeau nói. Thủ tướng Trudeau chọn ngày thứ Năm 11 tháng 3 là ngày tưởng nhớ quốc gia vì đây là ngày kỷ niệm một năm Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Thủ tướng gợi lại ký ức về người dân được yêu cầu ở nhà và giữ an toàn, về những công nhân thiết yếu xếp hàng trên các kệ hàng tạp hóa và những người cổ vũ nhân viên chăm sóc sức khỏe từ ban công của họ. Ông đã đề cập ngắn gọn đến nhiều bi kịch tại các viện dưỡng lão, nơi hàng nghìn người cao niên đã chết vì căn bệnh này, thường là trong hoàn cảnh thiếu nhân viên chăm sóc và tình cảnh khó khăn. Lễ tưởng niệm đã được tổ chức ở các vùng khác nhau của đất nước, bao gồm tỉnh Quebec, nơi có gần một nửa số người chết của cả nước. Thủ hiến François Legault và các thành viên đắc cử khác mang theo hoa hồng trắng được đặt dưới chân vòng hoa trong buổi lễ trước cơ quan lập pháp của tỉnh. Thị trưởng của Edmonton, tỉnh Alberta, thông báo cờ của thành phố sẽ bay ở nửa cột, trong khi thủ hiến tỉnh Ontario, Doug Ford, cho biết ông sẽ tìm kiếm sự đồng ý từ cơ quan lập pháp để có một khoảnh khắc im lặng để tưởng nhớ tất cả người dân Ontario đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Các lá cờ cũng được treo tại một nửa cột ở tỉnh British Columbia, nơi thủ hiến John Horgan bày tỏ lòng kính trọng đối với gần 1.400 cư dân đã thiệt mạng vì COVID-19 và những nỗ lực của người dân tỉnh BC để chống lại đại dịch. Thủ tướng Trudeau kết thúc bài phát biểu của mình với một ghi chú đầy hy vọng, nói với người dân Canada rằng hàng triệu liều vaccine COVID-19 đang được triển khai, cho phép các tỉnh đẩy nhanh các chiến dịch tiêm chủng. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt 4 loại vaccine COVID-19 cho đến nay và 1,5% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Các biến thể đáng lo ngại gây ra hơn 40% các ca COVID-19 mới ở Ontario. Ban Tư vấn Khoa học của tỉnh cho biết, hôm nay, các biến thể đáng lo ngại là nguyên nhân gây ra khoảng 42% các ca COVID-19 mới hàng ngày ở Ontario. Nhóm này, bao gồm các chuyên gia y tế, đã đưa ra một bản thông tin trực tuyến mới, tập trung vào các biến thể đáng lo ngại. Thông tin cho thấy rằng các biến thể tiếp tục lây lan. Dữ liệu ít nhiều đi đúng hướng với những gì đã được dự đoán trong các mô hình được phát hành vào cuối tháng 2. Cho đến nay ở Ontario, các phòng thí nghiệm đã liên kết chắc chắn 956 ca với biến thể đầu tiên được tìm thấy ở Anh, 41 ca đối với biến thể được xác định ở Nam Phi và 28 đối với biến thể được tìm thấy ở Brazil.
nhưng những con số đó là một con số quá thấp so với tình hình thực tế. Các biến thể cụ thể chỉ có thể được xác nhận sau khi các mẫu đã trải qua toàn bộ trình tự gen, một quá trình chuyên sâu có thể dẫn đến việc báo cáo dữ liệu trễ lên đến 3 tuần. Phát biểu với CBC News vào chiều thứ Năm, tiến sĩ Peter Juni, giám đốc khoa học của Ban Tư vấn Khoa học, cho biết tỉnh đang phải đối mặt với cuộc chạy đua với thời gian giữa các biến thể và vaccine. Ontario sẽ cần phải thắt chặt các hạn chế rất sớm, ông nói. Ông Juni cho biết thêm, do một số biến thể được cho là có khả năng lây truyền cao hơn khoảng 40%, cách tỉnh xử lý tình hình trước đây sẽ không đủ để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Các quan chức y tế cho biết, biến thể có khả năng lây truyền cao này sẽ sớm chiếm ưu thế. Báo cáo của Ban Khoa học cũng nói rằng, việc tiêm chủng tích cực và tuân thủ các lệnh ở nhà sẽ giúp tránh làn sóng thứ ba và đợt đóng cửa thứ ba. Báo cáo cũng lưu ý rằng, các biện pháp y tế công cộng đã giúp giảm các ca bệnh, tỷ lệ dương tính và số ca nhập viện. Việc tập trung tiêm chủng vào các viện dưỡng lão đã giúp giảm thiểu tử vong. Ông Adelstein Brown, đồng chủ tịch của Ban Tư vấn Khoa học COVID-19 của Ontario, cho biết việc tiêm chủng trong viện dưỡng lão là một thành công rõ ràng. Bây giờ, tỉnh đang tập trung sự chú ý của mình vào cộng đồng lớn hơn. Ông Brown đã đưa ra 3 tình huống cho 3 tuần tiếp theo từ mô hình của tỉnh. Mặc dù, ông lưu ý rằng có rất nhiều điều không chắc chắn xung quanh những gì sẽ xảy ra trong những tuần tới ở Ontario. Trong tình huống lạc quan nhất, ca bệnh tăng trưởng tương đối ít nhưng vẫn tiếp tục, với khoảng 2.000 ca mỗi ngày. Trong một tình huống trung bình, các ca bệnh tăng đáng kể lên đến 6.000 ca mỗi ngày. Một trường hợp xấu nhất sẽ cho thấy con số cao hơn. Tổng cộng 281.714 người ở Ontario hiện đã tiêm cả 2 liều vaccine. Sudbury, Manitoulin chuyển sang tình trạng đóng cửa sau khi các ca COVID-19 tăng đột biến. Các trường học ở quận Sudbury, Manitoulin sẽ đóng cửa bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 trong sự gia tăng của các ca bệnh COVID-19. Bao gồm trong việc đóng cửa là tất cả các trường tiểu học và trung học, cũng như các chương trình trong trẻ và sau giờ học. Học sinh phải chuyển sang học trực tuyến trong thời gian đóng cửa. Các trường học ở Chapleau không nằm trong lệnh này. Ontario sẽ chuyển Sudbury và Manitoulin trở lại tình trạng đóng cửa có hiệu lực vào thứ Sáu. Chính phủ cho biết, quyết định chuyển vào vùng xám trong khuôn khổ phản ứng được đưa ra theo lời khuyên của Giám đốc Y tế tỉnh, do các chỉ số sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại và sau khi tham khảo ý kiến của cán bộ y tế địa phương. Sudbury Manitoulin hiện có 263 ca đang bệnh. Từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3, tỷ lệ mắc bệnh của khu vực đã tăng 54,1% lên 75,9 trường hợp trên 100.000 người. Một số phòng tiêm chủng COVID-19 sẽ mở ở vùng Waterloo trong 2 tuần tới. Thêm 4 phòng tiêm chủng COVID-19 sẽ mở trong khu vực Waterloo trong vòng 2 tuần tới. Thông báo từ khu vực nói rằng các phòng khám sẽ mở cửa vì nguồn cung cấp vaccine ổn định, dự kiến sẽ có mặt trong khu vực. Phòng khám đầu tiên mở cửa sẽ là tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Lands, Lands Community Health Center trên Concession Road ở Cambridge. Phòng khám tạm thời này sẽ mở cửa vào thứ Sáu và dành cho những người trên 79 tuổi. Nó sẽ mở cửa các ngày trong tuần cho đến tháng 4. Sau đó, vào thứ Hai, một phòng khám lớn hơn sẽ mở cửa tại khuôn viên khoa học y tế Health Sciences Campus trên Victoria Street ở Kitchener, đón công chúng 7 ngày một tuần. Một phòng khám thứ hai sẽ mở ở Wellesley vào thứ Hai trên Napsicker Drive và cũng sẽ mở 7 ngày một tuần khi nguồn cung cấp cho phép. Phòng khám lớn nhất trong khu vực sẽ khai trương vào ngày 22 tháng 3 tại địa điểm Rona cũ trên Pinebush Road ở Cambridge. Khu vực cho biết địa điểm này có thể có tới 40 trạm tiêm chủng. Phòng khám đầu tiên của khu vực tại bệnh viện Grand River sẽ đóng cửa vào tuần tới để chuẩn bị cho việc di chuyển. Nó sẽ tiếp tục tiến hành tiêm chủng cho đến ngày 19 tháng 3. Cuối cùng, phòng khám tiêm chủng lớn khác của khu vực trên The Boardwalk ở Waterloo sẽ chuyển đến một nơi lớn hơn nhưng cùng một địa điểm vào ngày 29 tháng 3 với giờ hoạt động mở rộng hơn trong những tuần tới. Tỉnh BC cho phép tụ họp ngoài trời lên đến 10 người. Người dân tỉnh BC có thể tụ tập bên ngoài theo nhóm tối đa là 10 người, có hiệu lực ngay lập tức. Giám đốc Y tế tỉnh, tiến sĩ Bonnie Henry đã sửa đổi lệnh y tế công cộng và cho phép người dân chỉ gặp nhau bên ngoài để đi dạo. Các hướng dẫn mới có nghĩa là các gia đình có thể có những ngày vui chơi và bạn bè có thể gặp gỡ bên ngoài để uống cà phê.
bà Henry khuyên mọi người nên tương tác với cùng một nhóm người thay vì gặp gỡ với nhiều nhóm khác nhau. Trẻ em gặp nhau nên học cùng một trường. Các biện pháp an toàn vẫn nên được tuân theo bên ngoài trời, bao gồm cả việc giữ khoảng cách an toàn. Nhưng bà nhấn mạnh các hạn chế của tỉnh đối với các cuộc tụ họp trong nhà sẽ vẫn được áp dụng cho đến thời điểm hiện tại. Chỉ những người thuộc cùng một hộ gia đình mới có thể gặp nhau trong nhà, kể cả tại nhà hàng. Tỉnh cũng sẽ cấm bán rượu lúc 8 giờ tối vào ngày 17 tháng 3 trong nỗ lực hạn chế tụ tập vào ngày thánh St. Patrick. Mô hình mới do bác sĩ Henry trình bày cho thấy số lượng liên hệ mà mọi người đang có ở khoảng 50% đến 60% mức bình thường. Mô hình hóa cho thấy tỷ lệ tiếp xúc 50% có thể dẫn đến số ca bệnh lên đỉnh điểm vào giữa tháng 3, sau đó giảm dần vào các tháng mùa xuân. Nhưng nếu tỷ lệ liên hệ 60% có thể dẫn đến các ca bệnh tăng trở lại. Đây không phải là một dự đoán, bác sĩ Henry cảnh báo, nhưng nó giúp chúng ta hiểu những điều chúng ta cần làm. Cho đến nay, tỉnh này đã ghi nhận hơn 500 ca bệnh từ biến thể B117 là biến thể ở Vương quốc Anh. Hầu hết các ca đó đều được tìm thấy ở khu vực Fraser Health. Tỉnh đã xác định được một số lượng nhỏ biến thể B1351 xuất hiện lần đầu tiên ở Nam Phi và biến thể P1 ở Brazil. Các trường hợp biến thể P1 được liên kết với một cụm trong khu vực Vancouver Coastal. Bà Henry cho biết các quan chức đã không tìm thấy sự lây truyền từ nhóm đó. Các biến thể chiếm một tỷ lệ nhỏ trong các ca bệnh của tỉnh BC và các biện pháp của tỉnh đang có hiệu quả. Bà Henry cho biết tỉnh BC chưa chứng kiến sự bùng nổ nhanh chóng của các ca bệnh từ biến thể như tỉnh Ontario. Sau đây là cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối ngày 11 tháng 3, Canada báo cáo thêm 3.022 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 899.757. Trong số đó có 30.591 ca còn bệnh. Đã có hơn 846.000 ca phục hồi, số ca tử vong là 22.371. Tại tỉnh Quebec, các quan chức y tế đã báo cáo 738 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 15 ca tử vong. Số ca nhập viện trong tỉnh là 563 người, với 111 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh Ontario báo cáo thêm 1.092 ca nhiễm mới và thêm 10 ca tử vong. Trong số đó, 293 ca bệnh là ở Toronto, 199 ở vùng Peel và 79 ở vùng York. Số ca nhập viện COVID-19 là 680 ca, với 277 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Hiện tỉnh có 956 ca biến thể B117 từ Vương quốc Anh, 41 ca biến thể B1351 của Nam Phi và 28 ca biến thể B1 của Brazil. Tỉnh đang báo cáo 6.513 trường hợp đã được phát hiện đột biến nhưng không xác định được dòng đột biến chính xác. Tính đến tối thứ Tư, hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tại tỉnh, trong đó trên 281.000 người đã được tiêm cả hai liều. Tại tỉnh BC, các quan chức y tế báo cáo thêm 569 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 3 ca tử vong. Tỉnh BC hiện có tỷ lệ trường hợp nhiễm bệnh hàng ngày trên đầu người cao thứ hai sau tỉnh Saskatchewan. Các ca bệnh đang giảm bên ngoài khu vực Lower Mainland, nhưng đang gia tăng ở các khu vực vùng Fraser và bờ biển Vancouver Coastal. Cho đến nay, đã có hơn 360.000 liều vaccine COVID-19 đã được tiêm tại tỉnh BC. Tỉnh Alberta báo cáo thêm 364 ca nhiễm mới và thêm 5 ca tử vong. Bộ trưởng Y tế Tyler Shandro cho biết, chính phủ Alberta đang vận chuyển 924.000 bộ xét nghiệm nhanh đến các địa điểm trên toàn tỉnh để tăng tốc độ sàng lọc COVID-19. Các xét nghiệm này sẽ giúp ngăn chặn sự bùng phát tại bệnh viện, trường học và một số nơi làm việc khác. Tại khu vực Đại Tây Dương, Nova Scotia và Prince Edward Island không có ca nhiễm mới nào. Các quan chức y tế ở tỉnh New Brunswick báo cáo 2 ca nhiễm mới, trong khi Newfoundland báo cáo thêm 1 ca. Tại khu vực Thảo Nguyên Prairies, Manitoba báo cáo 91 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong. Hơn một nửa số ca mắc mới, 50 ca là ở khu vực y tế phía Bắc. Tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 165 ca nhiễm mới và không có ca tử vong nào. Hàng ngàn người đã sử dụng hệ thống đặt lịch hẹn mới của tỉnh trong vài giờ đầu tiên, với thời gian chờ trung bình trên điện thoại là hơn 1 giờ.
Chính phủ liên bang không biết ngày ra tòa cho hai người dân Canada là hai ông Michaels khi báo chí Trung Quốc cảnh báo họ sẽ phải đối mặt với phiên tòa sớm. Các quan chức Canada không biết về bất kỳ mốc thời gian mới nào cho việc xét xử hai người Canada đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Mặc dù các báo cáo ở Trung Quốc tuyên bố ông Michael Spavor và Michael Kovrig sẽ sớm bị xét xử. Trong một bài báo đăng trên Global Times, một tờ báo tiếng Anh là cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc, một nguồn tin thân cận với vấn đề được trích dẫn nói rằng hai người Canada đã bị truy tố. Một nguồn tin khác gần gũi với vấn đề này đã nói với Global Times rằng do tình hình dịch bệnh COVID-19, các phiên xét xử cho cả hai người vẫn chưa bắt đầu và tòa án sẽ sớm tiến hành xét xử. Ông Kovic và Spavor đều bị cáo buộc tội gián điệp, một tội danh ở Trung Quốc có thể bị phạt tù chung thân với mức án tối thiểu là 10 năm. Các tòa án Trung Quốc đã tự hào về tỷ lệ kết án 99,99%, có nghĩa là một khi phiên tòa được bắt đầu, tình hình là không có lợi cho hai người Canada bị giam giữ này. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Global Affairs Canada nói với Global News rằng, bất chấp các báo cáo từ Global Times, họ không được thông báo về bất kỳ sự thay đổi nào trong tiến trình của các cuộc xét xử sắp diễn ra. Global News cũng đã liên hệ với công ty nơi ông Kovic làm việc, nhóm khủng hoảng quốc tế International Crisis Group, nơi đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến. Nhóm nghiên cứu này đã lặp lại những gì Bộ Ngoại giao Global Affairs đã nói. Tỉnh Ontario bị thách thức về luật tuyên bố hoạt động bí mật trong các trang trại để báo cáo ngược đãi là bất hợp pháp. Một tổ chức luật động vật đang kiện tỉnh Ontario về một dự luật được thông qua vào năm ngoái quy định mọi người hoạt động bí mật trong các trang trại và lò mổ với mục đích báo cáo về các điều kiện ngược đãi động vật tại đây là bất hợp pháp. Tỉnh đã thông qua dự luật 156 sau khi nghe những người nông dân nói rằng họ không cảm thấy an toàn khi ở trong nhà vì sự gia tăng xâm phạm và chính phủ cho biết đạo luật này là để tạo ra một nơi làm việc an toàn, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn cung cấp thực phẩm và căng thẳng cho động vật. Tuy nhiên, công ty luật Animal Justice cho biết đạo luật an ninh khỏi xâm phạm và bảo vệ an toàn thực phẩm ngăn những người tố giác có thể tiết lộ việc ngược đãi động vật sau cánh cửa đóng kín. Luật này làm cho mọi người xin việc giả mạo và làm việc trong các trang trại, xe tải, vận chuyển và lò giết mổ là bất hợp pháp. Giám đốc điều hành Animal Justice là Camille Lapchuk cho biết tổ chức đang yêu cầu tòa án hủy bỏ đạo luật này, gọi dự luật là vi hiến, bằng cách khiến cho việc quay phim và phơi bày bằng chứng về những gì xảy ra ở các trang trại gần như không thể thực hiện được. Điều đó hạn chế một hình thức diễn đạt rất quan trọng và đó là quyền hiến định được bảo đảm mà người Canada hiện có. Bà Lapchuk cho biết, những người tố giác này có vai trò quan trọng trong xã hội vì họ đã tiết lộ nỗi đau khổ khủng khiếp làm chấn động lương tâm con người mà đã dẫn đến các cáo buộc tàn ác động vật trong các vụ án và thay đổi chính sách. Bà nói rằng mọi người thường bị sốc khi biết rằng chính phủ thực sự không quản lý hoặc giám sát phúc lợi động vật tại các trang trại, vì vậy không có quy định nào và cũng không có sự kiểm tra chủ động nào. Thông thường, cách duy nhất mà công chúng phải xem các điều kiện xảy ra ở các trang trại mỗi ngày ở tỉnh này là khi một người tố giác đưa ra thông tin đó. Công chúng xứng đáng được biết sự thật về cách động vật được đối xử trong hệ thống thực phẩm và thức ăn của chúng ta từ đâu, bà Lapchuk nói. Tỉnh cho biết họ có cách tiếp cận không khoan nhượng đối với hành vi ngược đãi động vật ở Ontario và đó là lý do tại sao chúng tôi thông qua đạo luật về dịch vụ phúc lợi động vật của tỉnh và thuê các thanh tra tỉnh để điều tra và bảo vệ quyền lợi của động vật ở Ontario khi bị báo cáo lạm dụng. Trước đó, chính phủ cũng đã nói rằng không có điều gì trong hành động ngăn cản một nhân viên chân chính nêu lên những lo ngại về các vấn đề phúc lợi động vật. Các trường hợp ngược đãi động vật gặp nạn nên được báo cáo cho Trung tâm Bảo vệ Động vật Ontario theo số 18339ANIMAL, tức là 18339264625. Mưa lớn đã ập đến thành phố Toronto, một vài nơi trong khu vực đại đô thị Toronto nhận cảnh báo dông bão nghiêm trọng. Mưa lớn đã ập đến thành phố Toronto vào tối thứ Năm, nhưng cảnh báo dông bão nghiêm trọng cho thành phố đã được Cơ quan Môi trường Canada dỡ bỏ vào khoảng 6 giờ chiều. Vùng Halton và Peel
York, Durham và thành phố Hamilton hiện vẫn đang trong tình trạng cảnh báo dông bão. Đây là những cơn mưa dông đầu mùa cho miền Nam Ontario, nhà khí tượng học Natasha Ramsahai cho biết. Cơ quan môi trường Canada cho biết các nhà khí tượng học đang theo dõi một dông bão nghiêm trọng, có khả năng tạo ra gió giật rất mạnh, mưa đá cỡ hạt đậu. Nhà khí tượng học cũng cho biết chúng ta đã có nhiệt độ kỷ lục hôm nay ở Toronto, dẫn đến sự va chạm của hai khối không khí mà đã giúp tạo ra lực nâng cần thiết cho những cơn dông này. Do các cơn bão, nhiệt độ dự kiến sẽ giảm trên khắp Toronto vào thứ Sáu, với bầu trời nắng đẹp nhưng gió buổi sáng lạnh gần âm 6 độ C. Nhiệt độ có thể tăng lên khoảng 11 độ C vào trưa thứ Sáu. Tiếp theo sau đây, mời các bạn theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Liên minh châu Âu kéo dài việc kiểm soát xuất khẩu vaccine đến cuối tháng 6, chấp thuận vaccine một liều từ Johnson & Johnson. Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ gia hạn một cơ chế cho phép khối này ngăn chặn xuất khẩu vaccine coronavirus ra nước ngoài trong 3 tháng, đến cuối tháng 6, trong lúc cuộc chiến thương mại toàn cầu vì sự khan hiếm vaccine đang diễn ra. Quyết định được công bố một ngày sau khi dữ liệu về xuất khẩu vaccine từ các cơ sở có trụ sở tại Liên minh châu Âu được báo New York Times công bố, tiết lộ rằng khối này từng là một cường quốc xuất khẩu vaccine. Báo cáo đã gây ra một cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu Liên minh châu Âu có nên cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu nào hay không, trong bối cảnh việc triển khai kinh doanh ở nội địa quá kém, một phần là do thiếu hụt nguồn cung. Khối đã bị chỉ trích dữ dội vì chủ nghĩa dân tộc vaccine và chủ nghĩa bảo hộ vốn đã gia tăng vào tuần trước, khi nước Ý chặn một lô hàng liều lượng nhỏ đến nước Úc. Cơ chế xuất khẩu chỉ áp dụng cho việc vận chuyển vaccine từ các công ty đã cung cấp vaccine cho Liên minh châu Âu. Cơ chế này miễn trừ cho một số quốc gia thân cận với khối và cả các quốc gia đang phát triển vì lý do nhân đạo. Kể từ khi cơ chế này được áp dụng vào tháng 2, 249 yêu cầu xuất khẩu sang 31 quốc gia khác nhau đã được cấp với hơn 34 triệu liều. Các phê duyệt đã được chấp thuận bởi vì chúng không đe dọa thỏa thuận hợp đồng giữa châu Âu và các nhà sản xuất vaccine, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu cho biết. Liên minh châu Âu đã chứng kiến việc giao hàng từ AstraZeneca, Moderna và Pfizer bị cắt giảm trong quý đầu tiên của năm nay. Trong đó, AstraZeneca là nhà cung cấp có tác động mạnh nhất cho đến nay. Công ty đã cắt giảm hơn một nửa số lượng giao hàng, làm gián đoạn kế hoạch triển khai ở các quốc gia thành viên, vốn cũng bị chậm lại do các vấn đề quản lý và hậu cần. Cùng ngày hôm nay, Liên minh châu Âu đã cho phép sử dụng vaccine coronavirus một liều do Johnson & Johnson sản xuất. Brazil rơi vào khủng hoảng khi làn sóng COVID-19 thứ hai và biến thể mới chết người làm các bệnh viện quá tải. Một làn sóng thứ hai của COVID-19 đang hoành hành ở Brazil, gây áp lực cho các bệnh viện và phòng săn sóc đặc biệt và dẫn tới số ca tử vong hàng ngày kỷ lục. Trong khi biến thể mới của coronavirus lan rộng khắp đất nước, nhiều người Brazil vẫn tiếp tục không đeo khẩu trang và vẫn đi lại, theo lời của Tổng thống Jair Bolsonaro, người gần đây đã nói rằng mọi người cần phải ngừng than vãn về virus. Các chuyên gia nói rằng hậu quả của việc đó là chết người. Chúng tôi đang trải qua tình huống tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Bạn chỉ cần nhìn vào xu hướng của số người tử vong trung bình. Brazil đã phá kỷ lục của chính mình 3 lần trong tháng này về số người tử vong trong 24 giờ. Hôm thứ Tư, Bộ Y tế Brazil đã ghi nhận một mức cao mới với 2.286 sinh mạng bị mất vì COVID-19. Tổng cộng có hơn 270.000 người được cho là đã chết vì COVID-19, khiến Brazil trở thành quốc gia có số người tử vong cao thứ hai sau Hoa Kỳ. Tại 22 trong số 26 bang ở Brazil, công suất của phòng chăm sóc đặc biệt đã vượt qua 80%. Ở phía nam bang Rio Grande do Sul, bệnh nhân trong bệnh viện phải xếp hàng dài để chờ giường khi tỷ lệ hoạt động ở các khoa chăm sóc đặc biệt đã tăng vọt lên quá 103%. Các nhân viên chăm sóc sức khỏe cho rằng lý do của sự gia tăng là do các bữa tiệc và tụ tập lớn bắt đầu vào khoảng đêm giao thừa và tiếp tục kéo dài cho đến ngày hôm nay. Nhiều bữa tiệc được tổ chức bất chấp các hạn chế của thành phố và địa phương. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đặt mục tiêu tiêm chủng mới sau khi ký dự luật cứu trợ COVID-19. Tổng thống Joe Biden cho biết
ông sẽ chỉ đạo các bang của Hoa Kỳ cho phép tất cả người lớn đủ điều kiện để tiêm vaccine coronavirus trước ngày 1 tháng 5 và kêu gọi người Mỹ tiếp tục cảnh giác với loại virus này vài giờ sau khi ký dự luật kích thích trị giá 1.900 tỷ đô la. Tổng thống cũng thông báo thêm 4.000 lính Mỹ sẽ giúp đỡ trong nỗ lực tiêm chủng, nâng tổng số lên 6.000 người, đồng thời cho biết các gia đình và bạn bè sẽ có thể tụ tập trở lại thành các nhóm nhỏ trước ngày 4 tháng 7, một ngày lễ mà nhiều người Mỹ ăn mừng. Trước đó, Tổng thống Biden đã ký dự luật kế hoạch giải cứu Mỹ với Phó Tổng thống Kamala Harris ở phòng bầu dục. Dự luật được thiết kế để giúp đỡ cho những người Mỹ chịu thiệt thòi và thúc đẩy nền kinh tế. Gói kích thích kinh tế này là một chiến thắng chính trị lớn đối với Tổng thống Dân Chủ, chưa đầy 2 tháng trong chính quyền của ông. Gói này cung cấp tổng cộng 400 tỷ, bao gồm 1.400 đô la thanh toán trực tiếp cho người Mỹ, viện trợ 350 tỷ đô la cho chính quyền tiểu bang và địa phương, mở rộng tín dụng thuế trẻ em và tăng tài trợ cho việc phân phối vaccine COVID-19. Chuyển sang Myanmar, chính quyền đất nước này cáo buộc bà Suu Kyi nhận hối lộ thêm 12 người biểu tình thiệt mạng. Chính quyền Myanmar đã bổ sung tội hối lộ mới vào các cáo buộc chống lại nhà lãnh đạo bị phế truất bà Aung San Suu Kyi vào thứ Năm, trong khi một nhóm vận động cho biết lực lượng an ninh đã giết chết 12 người biểu tình trong một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ khi quân đội lên nắm quyền. Cuộc đổ máu diễn ra vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi quân đội kiềm chế. Lực lượng này đang cố gắng dập tắt các cuộc biểu tình chống đảo chính hàng ngày và các cuộc đình công. Việc thêm các cáo buộc tham nhũng chống lại bà Suu Kyi đồng nghĩa với việc bà phải đối mặt với một hình phạt khắc nghiệt hơn. Bà hiện phải đối mặt với 4 cáo buộc tương đối nhỏ, bao gồm nhập khẩu bất hợp pháp 6 bộ đàm và không tuân thủ luật lệ coronavirus. Phát ngôn viên quân đội, chuẩn tướng John Minton cho biết bà Suu Kyi đã nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp trị giá 600.000 đô la Mỹ cũng như vàng khi còn trong chính phủ. Ai Mamamio, một thành viên của quốc hội đã bị giải tán thuộc Liên đoàn Quốc gia vì Dân Chủ của bà Suu Kyi, đã bác bỏ cáo buộc này. Sau đây là cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng 0,7961 đô la Mỹ và bằng 0,6652 đồng euro theo Bank of Canada. Trong khi đó, thì một đô la Canada bằng 18.469 đồng Việt Nam theo Axie.com vào lúc 6 giờ 58 tối. Giá vàng giao ngay ở mức 1.722,91 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi bản tin Canada của ngày 11 tháng 3 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Một lần nữa, Hoàng Anh xin kính mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày, cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức, cũng như là nguồn động lực cho nhóm thực hiện chương trình. Rất mong tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn. Xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an. Xin chân thành cảm ơn các bạn và kính chào tạm biệt.